thấy sự vật, tâm không bị dí một niệm nào, chính khi ấy bộ mặt thật xưa nay bày hiện. Vì có thấy là có biết, cái biết không do suy nghĩ, không do phân biệt mới là cái biết chân thật, thoát ngoài đối đại sinh diệt. Cái biết do suy nghĩ, do phân biệt đều là động, tạm có rồi không, làm sao nói chân thật được. Cái suy nghĩ phân biệt lặng xuống, tánh giác tri hiện bày rỡ rỡ, nó mới thật là ông chủ muôn đời của ta. Giác tri mà lặng lẽ thì làm gì có sinh diệt, chỗ này còn nghi ngờ gì, không nói nó chân thật vĩnh cửu. Thế nên mắt thấy sắc tướng mà nhận được tánh thấy của mình là ngộ đạo, trái lại là mê. Thiền sư Cảnh Thành ngồi trong thất, có vị tăng đứng bên cạnh. Sư hỏi: bên ngoài có tiếng gì? Tăng thưa: tiếng con nhái bị con rắn bắt kêu. Sư nói: sẽ bảo chúng sinh khổ lại có khổ chúng sinh. Hôm khác sư hỏi vị tăng bên cạnh: bên ngoài có tiếng gì? Tăng thưa: tiếng mưa rơi. Sư bảo: chúng sinh điên đạo quên mình theo vật. Hòa thượng thì sao? Vẫn chẳng quên mình. Vẫn chẳng quên mình ý nghĩa thế nào? Xuất thân còn là dễ, thoát thể nói rất khó. Rắn bắt nhái đó là chúng sinh khổ, vì con lớn hiếp con bé, xong lại có cái khổ chúng sinh, chính là người quên mất mình, chạy theo ngoại cảnh. Hàng ngày tai chúng ta chỉ lắng nghe tiếng động tịnh bên ngoài, có khi nào nhận biết mình có tánh nghe thường trực? Vừa nghe tiếng động liền phân biệt thuộc loại nào, hay dở, lợi hại, phải quấy, rồi sanh tâm yêu ghét. Cứ thế mãi không dừng, làm sao chẳng bảo là chúng sinh điên đảo quên mình theo vật. Chỉ có người tỉnh giác mới biết phản quan lại mình. Mọi động tịnh bên ngoài đều là pháp sanh diệt. Ông chủ biết được mọi động tịnh ấy mới là người chẳng sanh diệt. Vì không động vẫn biết động, lúc tịnh vẫn biết tịnh, hai tướng động tịnh đuổi nhau, ông chủ vẫn ngồi yên xem sự đổi thay của chúng. Người biết sống trở về ông chủ của mình, mặc sự sanh diệt đổi thay của trần cảnh là vẫn không quên mình. Chỗ không quên mình ấy làm sao diễn tả được, nên nói xuất thân còn là dễ, thoát thể nói rất khó. Tai nghe tiếng mà không chạy theo phân biệt tiếng, lại nhận nơi mình hằng có tánh nghe, là pháp tu phản văn, văn tự tánh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Âm thanh nhỏ lớn xa gần lúc nào cũng có, tánh nghe thường hằng nên mới thường nghe. Nếu tánh nghe có gián đoạn, ắt chúng ta có khi nghe khi không, song không khi nào chúng ta chẳng nghe. Dù khi không có tiếng động vẫn nghe không tiếng. Đây là chứng cứ cụ thể tánh nghe tường trực nơi mọi người chúng ta. Trong các phương pháp tu trở về tự tánh, biết phản chiếu lại tánh nghe của mình là ưu việt hơn cả. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù chọn phương pháp nào viên thông, ngài chọn ngay pháp nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thiền sư có đến ngàn vạn phương tiện, lãnh hội một thì tất cả đều thông. Sau khi thông lý tuyệt đối, có giá trị thế nào? Bởi vì tất cả chúng ta đều trông thấy mọi lẽ tạm bờ của cuộc đời, khiến khao khát tìm kiếm một cái hướng về chỗ trường cũ miên viện. Song nói đến chỗ này, dường như mọi người đều thở dài, tự nhận là vô phận. Hầu hết đều bó tay cúi đầu trước thực thể bất sinh bất diệt ấy. Khao khát ước mơ mà không thể tìm được, không dám mò tới, thật là đau đớn vô cùng. Một khi bất ngờ bắt gặp được nó thì còn gì sung sướng cho bằng. Chính tâm trạng Tôn giả Xá Lợi Phất vân vân ở trong kinh Pháp Hoa cũng thế. Từ khi tu hành cho đến nay, các ngài chỉ mong được quả nhị thừa, không khi nào dám ước mơ đến Phật quả. Bất ngờ được Đức Phật thọ ký cho sẽ thành Phật, thật là một điều quá sức ước mong. Nói thí dụ chàng Cùng Tử được ông trưởng giả trao sự nghiệp để bày tỏ cái tâm trạng của các ngài. Thiền sư Thủy Lạo nói với đồ đệ: từ khi ăn cái đạp của Mã Tổ đến giờ cười mãi không thôi. Thiền sư Huệ Hại cũng nói: từ khi nhận được kho báu nhà mình đến nay dùng mãi không thiếu, cười mãi không thôi. Vì hạt châu vô giá bị đánh mất, bất chợt tìm thấy nắm được trong tay, kể từ đây hết rồi một kiếp lang thang nghèo đói. Dùng mãi không thiếu, vì nó là kho báu vô tận, ứng dụng tùy tâm, nên gọi là bảo châu như ý. Có được hạt bảo châu như ý trong tay, tự thân mọi nhu cầu đều toại nguyện, còn thêm tùy ý cứu giúp tha nhân, thật là tự lợi, lợi tha viên mạng. Hạt minh châu vô giá,
hay bảo châu như ý đều do Đức Phật lấy làm thí dụ để chỉ thể tánh tuyệt đối này. Bởi vì mạng sống là cứu kính của chúng sinh, mạng sống càng dài thì giá trị càng cao, cho nên ở thế gian không ơn gì to bằng ơn cứu mạng. Chỉ cần được cứu sống thêm một vài mươi năm, người ta cho đó là ơn sâu trời bể. Đạt được thể tánh này là nhận lấy sinh mạng trường tồn miên viễn vượt ngoài vòng thời gian, không còn dùng con số nào tính kể được. Đức Phật dùng thí dụ điểm mực nơi phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa là nói rõ ý này. Đem thế giới tam thiên nghiền thành bụi nhỏ, lấy bụi ấy làm mực, đi sang phương Đông, trải qua trăm ngàn muôn ức thế giới mới điểm một điểm mực, gồm hết những thế giới có điểm mực và không điểm mực đã đi qua, nghiền nát thành bụi. Mỗi hạt bụi tính là một kiếp, thử tính tuổi thọ Phật là bao nhiêu. Dù có nhà toán học tài tình mấy cũng không sao tính nổi tuổi thọ của Phật. Phật ở đây là chí Phật Pháp Thân, tức là thực thể tuyệt đối sẵn có nơi mọi chúng sinh vậy. Thực thể này không những vượt ngoài thời gian mà cũng bao trùm khắp không gian. Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dùng thí dụ phá vi trần xuất kinh quyển để nói lên thể rộng lớn của nó. Nói rằng có một quyển kinh lượng bằng thế giới tam thiên đại thiên, vò tròn nhét trong hạt bụi nhỏ. Có người trí huệ xem biết, dùng phương tiện đập vỡ hạt bụi lấy quyển kinh. Trong quyển kinh ghi chép đầy đủ mọi sự thật của thế giới tam thiên đại thiên. Quyển kinh dù thể tánh tuyệt đối hay Phật tánh, hạt bụi dù cho thân tứ đại của chúng sinh. Muốn biết mọi sự vật trong vũ trụ, không gì hơn ngay nơi thân này nhận ra thể tánh tuyệt đối, mọi sự thật hiện bày đầy đủ trong ấy. Có ai ngờ trong hạt bụi nhỏ lại chứa quyển kinh to như thế? Chỉ người trí huệ là Phật mới nhận thấy được nó. Chúng ta không khi nào dám thừa nhận mình có cái thể tánh rộng lớn trùm khắp vũ trụ, mà hàng tự nhận mình như cây lao, cây sậy trên địa cầu, như hạt cát trong bãi sa mạc. Vì thế, đọc kinh Duy Ma Cật thấy nói, ông Duy Ma Cật đưa tay nắm thế giới dời đi nơi khác, làm sao chúng ta dám tin? Tôn giả A Nan sau khi ngộ được chân tâm, bạch Phật rằng: con xem thân cha mẹ sanh so với chân tâm như hạt bụi trong hư không, như hòn bọt ngoài bể cả. Kinh Lăng Nghiêm. Tuệ Trung Thượng Sĩ, một tiền sư Việt Nam, có vị tăng hỏi: sinh tử là việc lớn, làm sao giải quyết? Thượng sĩ đáp: trong hư không dài có chứng gì hai vành xe, ngoài bể cả có ngại gì hòn bọt nổi. Ý nói rằng sự sinh tử của thân này đối với pháp thân như hai vành xe ném trong hư không, như hòn bọt nổi trong bể cả, có nghĩa lý gì mà quan trọng? Hạt bụi sánh với hư không, hòn bọt so với bể cả, giá trị quá rõ ràng nên nói viên ngọc vô giá. Sống được với thể tánh này thì diệu dụng vô cùng, lợi mình lợi người viên mãn. Hằng ngày chúng ta chỉ sống với vọng tưởng, mà còn có trăm ngàn tác dụng, tạo ra trăm điều ngàn việc. Phương chi, sống với thể tánh linh minh thì diệu dụng làm sao lường được? Căn cứ hiện tượng thế gian phán xét để thấy rõ điều này. Trên thế gian, cái gì càng thô thì dụng càng yếu, cái gì càng tế thì dụng càng mạnh. Như đất thể thô hơn nước nên bị nước cuốn, nước thể thô hơn gió nên bị gió đùa. Sức mạnh của gió làm tan cả đất, cuộn phăng cả nước mà không thấy hình dáng tướng mạo gì. Sức mạnh của nguyên tử, của khinh khí cũng tương tự như thế. Vọng tưởng là tướng tâm duyên theo pháp trần nên có tướng mạo. Khi tâm ta tưởng quả núi, liền có quả núi hiện nơi tâm. Tâm nhớ người, liền có người hiện. Giấy tâm thì có cảnh, tâm cảnh dính liền nhau. Tâm không rời cảnh, đó là tâm hư vọng, cũng gọi là vọng tưởng. Cảnh có đến ngàn vạn, nên tâm duyên cảnh cũng cả trăm thứ. Có tướng mạo là tâm thô, chia nhiều thứ là tâm bị phân tán. Tâm thô và phân tán nên công dụng của nó yếu ớt, tầm thường. Khi vọng tưởng đã lặn sạch, chỉ còn một tâm thể linh minh, không hình dáng tướng mạo nên ứng dụng vô cùng. Đến chỗ này gọi là diệu dụng không thể nghĩ bàn. Bởi diệu dụng không thể nghĩ bàn nên dụ là bảo châu như ý.
nắm hạt châu này trong tay, thì mọi việc đều như ý, tức là mãn nguyện tự tại. Một bên công dụng tầm thường của hạt, một bên diệu dụng không thể nghĩ bàn, tự do tự tại. Đối chiếu nhau, chúng ta thấy rõ giá trị sai biệt của đôi bên rồi. Chân lý tuyệt đối không có ở bên ngoài, mà nằm sẵn ngay nơi chúng ta. Chúng ta muốn tìm nó, phải biết quay lại mình, đừng chạy ra ngoài tìm kiếm vô ích. Chân lý tuyệt đối nơi mình chính là ông chủ của mình. Nhận ra ông chủ thì mọi chân lý trong vũ trụ đều thấy rõ. Nhận ra và sống được với ông chủ của mình thì vòng luân hồi chấm dứt, mọi khổ đau hết sạch, được giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Học Phật bằng cách nào? Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian, môn học nào cũng có phương pháp riêng của nó. Ví như môn toán học, người học trò trước phải biết số, kế học thuộc của chương, học cách cộng trừ nhân chia, lên nữa phải học công thức, phương trình, vân vân. Môn văn chương, trước phải biết chữ cái, học sắp vần, viết chánh tạ, học văn phạm, tập cách làm văn, vân vân. Phương chi Phật pháp là môn học giác ngộ mà không có phương pháp riêng của nó hay sao? Phương pháp học Phật tức là ba môn huệ học: văn huệ, tư huệ và tu huệ. Bởi vì muốn vào cửa giác ngộ không phải anh tướng trí tuệ thì không sao vào được. Phật pháp là chân lý, là những sự thật, nếu không có ngọn đuốc trí huệ soi sáng, làm sao chúng ta thấy mọi sự thật ở chung quanh? Không cần trí huệ, chỉ dùng lòng tin đến với đạo để học Phật pháp thật là sai lầm lớn lao. Đây là chứng bệnh trầm trọng của Phật tử hiện thời. Cần chữa lành bệnh này, chúng ta phải ứng dụng triệt để ba môn huệ học vào công trình tu học Phật pháp. Thế nào là văn huệ? Văn là nghe. Do nghe giáo lý Phật pháp, trí huệ mở sáng, gọi là văn huệ. Chúng ta nghe Phật pháp qua lời giảng dạy của chư tăng, của thiện hữu tri thức đã tu học trước ta. Những lời giảng dạy ấy xuất phát từ kinh điển của Phật, trong đó chứa toàn lời lẽ chân chính, chỉ bày mọi sự thật cho chúng sinh. Càng nghe, trí huệ chúng ta càng sáng, hoặc chúng ta trực tiếp đọc kinh sách Phật, khiến mở mang trí huệ cũng thuộc văn huệ. Chịu khó nghe giảng dạy, chịu khó nghiên cứu kinh sách Phật, đó là người biết từ cửa văn huệ tiến thẳng vào ngôi nhà Phật pháp. Thế nào là tư huệ? Tư là suy xét, phán đoán. Do suy xét phán đoán những lời dạy trong Phật pháp, trí huệ càng tăng trưởng. Chúng ta được nghe lời chỉ dạy của thầy bạn dẫn từ trong kinh Phật ra, xong nghe rồi tin liền là chưa đủ tư cách học Phật, buộc chúng ta phải dùng trí phán đoán xem đúng hay sai. Nếu quả thật đúng, từ đó chúng ta mới tin, có thế mới thực hành đúng câu các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp trong kinh Pháp Cú. Chúng ta muốn mở mang trí huệ, song tự mình làm sao mở được? Phải mồi ngọn đuốc trí huệ của mình với ngọn đuốc chánh pháp của Phật, trí huệ mới phát sáng. Mồi bằng cách nào? Ví như chúng ta nghe vị sư giảng rằng tất cả thế gian đều là vô thường, sau đó phải dùng trí huệ của mình phán đoán xem đúng hay không. Chúng ta tự đặt câu hỏi, tất cả thế gian đều là vô thường, có sự vật nào thoát ngoài luật lệ ấy chăng? Nếu có, câu nói này chưa phải chân lý, bằng không mới thật đúng chân lý, chúng ta sẽ hoàn toàn tin. Thế rồi ta tự khảo sát, con người có phải vô thường không? Từ ông bà đến cha mẹ chúng ta đều có sanh ra, lớn lên, bệnh hoạn, già yếu, rồi chết. Kể luôn cả ta, khi nào còn nhỏ bé, lớn lên, bệnh hoạn, già yếu, rồi cũng sẽ chết. Trong gia đình thân tộc chúng ta đã thế, ngoài xã hội cũng thế, cả nhân loại trên thế giới cũng thế, ngàn xưa là thế, mãi sau này cũng thế, quả là con người vô thường. Đến những sự vật nào, nhà cửa, bàn ghế, xe cộ, vân vân, có bị vô thường không? Chính cái nhà của mình khi mới cất thì tốt đẹp lành lặn, qua vài ba năm thấy cũ dần, đến năm mười năm thì hư sập. Cái bàn viết cũng thế, khi mới đóng
xem bóng loáng tốt đẹp, dùng mấy năm thấy đã cũ, tróc sơn, khờn mặt, rồi đây sẽ mục nát hư hoại. Chiếc xe đạp khi mới mua đem về mới toanh, chạy được một năm vỏ đã rớt, cổ lỏng, các con ốc lờn, vài năm nữa sẽ hư. Thế là nhà cửa, bàn ghế xe cộ, những vật cần dùng bên cạnh chúng ta thấy bị vô thường chi phối, cho đến trăm ngàn vật khác nếu khảo sát đều thấy đồng một số phận như nhau. Chúng ta có thể kết luận rằng tất cả thế gian là vô thường, quả thực là chân lý. Ta tin chắc lẽ này, dù có ai nói khác đi cũng không làm lay động được lòng tin của ta. Bởi lọc tin này đã được gạn lọc qua sàn lý trí nên nó vững chắc, không dễ gì làm lung lay. Lại một thí dụ, chúng ta nghe vị sư giảng lý luân hồi bảo rằng muôn vật ở thế gian đều xoay quanh vòng luân hồi. Ta tự đặt câu hỏi, tại sao muôn vật đều luân hồi? Có vật nào không luân hồi chăng? Chúng ta bắt đầu xét từ thực vật. Cây cối thành hình bắt nguồn từ hạt, hạt nảy mầm tăng trưởng thành cây, nở hoa kết trái, trái sanh hạt, hạt lại nảy mầm, lộn đi đảo lại không cùng. Song đó là sự lộn đi đảo lại từ cây này sang cây khác. Ngay bản thân cây ấy có đảo lộn vậy không? Cũng lộn đi đảo lại như thế. Thân cây hiện sống đây do chăm rễ, hút đất nước, nuôi dưỡng mới được sinh trưởng, dần dần thành đại thọ. Rễ hút đất nước nuôi dưỡng thân cành lá, lá rụng biến thành phân đất. Cành gãy mục cũng thành phân đất, thân cây ngã mục cũng trở về đất nước. Thân cây nhờ đất nước sinh trưởng, khi ngã mục lại trở về đất nước. Nước do ánh nắng bốc thành hơi, hơi lên cao gặp khí lạnh đông lại, rơi xuống thành nước. Nước lại bốc hơi, mãi mãi không cùng. To như quả địa cầu, vẫn quay tròn quanh cái trục. Sáng rồi tối, tối lại sáng. Căn cứ vào sự quay tròn của nó, người ta chia ra ngày giờ tháng năm, thời tiết xuân hạ thu đông, xoay vần thế mãi không cùng. Do sự khảo sát trên, chúng ta khẳng định rằng muôn vật ở thế gian đều xoay quanh vòng luân hồi là sự thật, không còn gì phải nghi ngờ. Trên đây tạm cử vài thí dụ làm căn bản cho công cuộc suy xét phán đoán Phật pháp. Căn cứ vào đây, chúng ta phán xét những lời Phật dạy hoặc chư tăng dạy trong những trường hợp khác, có thế mới phân biệt được chánh tà và mới đúng tinh thần người học Phật. Thế nào là tu huệ? Sau khi phán xét lời Phật dạy là đúng, chúng ta đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình, khiến chánh lý càng bày hiện sáng tỏ là tu huệ. Ví như đã biết rõ tất cả thế gian là vô thường, chúng ta ứng dụng sự vô thường vào đời sống của mình trong những trường hợp như sau. Đã biết rõ thế gian là vô thường, khi gặp vô thường đến với bản thân, với gia đình ta, ta vẫn giữ bình tĩnh, không hốt hoảng, hãi sợ. Vì biết chắc rằng điều đó ở thế gian không ai tránh khỏi. Sợ hãi, kinh hoàng chỉ làm rối thêm vô ích. Bởi không sợ nên tâm ta bình tĩnh, sáng suốt, giải quyết mọi việc một cách tốt đẹp. Chúng ta vận đủ sáng suốt để khuyên dạy cho những người đồng cảnh ngộ bớt đau khổ. Biết rõ thế gian là vô thường, mọi sự tranh giành, danh lợi, tài sắc, lòng ta nguội lạnh. Tranh giành những thứ tạm bợ ấy làm gì, để rồi chuốc khổ về mình, gây đau khổ cho người, rốt cuộc chỉ thành việc mò trăng bắt bóng. Lòng tham lam giành giật dục lạc thế gian do đây dứt sạch. Đã thấy rõ lẽ vô thường, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, phải cố gắng làm mọi việc lành. Nếu cơn vô thường đến, chúng ta có muốn làm cũng không sao làm được. Lại biết quý tiết thì giờ, một ngày qua rồi không tìm lại được, phải cấp bách nỗ lực làm lợi mình lợi người, không thể chần chờ. Đó là ba trường hợp do biết thế gian vô thường, chúng ta khéo ứng dụng tu hành trong cuộc sống hiện tại của mình. Bao nhiêu sự lợi ích tốt đẹp sẽ theo đó mà tăng trưởng. Sự tu hành ấy đi đôi với tâm trí tỉnh táo sáng suốt nên gọi là tu huệ. Ví dụ khác, chúng ta nhận rõ muôn vật luân hồi, liền ứng dụng lý luân hồi vào cuộc sống của mình. Nếu phải luân hồi, chúng ta chọn cái luân hồi nào tốt đẹp an ổn hơn. Ví như các loài thảo mộc từ hạt nảy mầm sinh trưởng thành cây,
đơm hoa kết quả, hạt lại nảy mầm. Chúng ta nên chọn lựa hạt tốt, giống ngon, đem về ươm, để sau này kết quả ngon, cho ta và mọi người được thưởng thức vị ngon. Cũng thế, trong vòng luân hồi, bản thân ta cũng không thoát khỏi. Ta cần tạo những nhân tốt, nhân an vui, để mai kia có lăn lộn, cũng lăn lộn trong chỗ tốt, chỗ an vui. Đã biết muôn vật luân hồi, chúng ta phải tìm xem nguyên nhân nào lôi cuốn vào trong ấy. Biết rõ nguyên nhân rồi, phải tìm cách thoát ra ngoài dòng luân hồi, không đầu hàng khuất phục để chịu lăn mãi trong luân hồi, như các nhà khoa học nghiên cứu, biết sức hút của quả đất, sau đó tìm cách chế phi thuyền đủ sức mạnh vượt ra ngoài dòng hút của quả đất, đi thẳng vào quỹ đạo, vân vân. Biết luân hồi để tìm cách thoát ra chính là tinh thần tu huệ. Văn huệ, tư huệ rất cần thiết, song tu huệ lại càng quan trọng hơn. Nếu có văn huệ, tư huệ mà thiếu tu huệ thì chỉ là huệ rỗng, không lợi ích thiết thực cho đời sống con người. Nhờ tu huệ mới thẩm định được giá trị văn tư ở trên và giúp cho văn tư được kết quả viên mãn. Vì thế, Đức Phật dạy hàng Phật tử đi chùa là cốt gặp chư Tăng, chư Ni. Gặp Tăng Ni rồi, cần phải thưa hỏi Phật Pháp. Thưa hỏi xong phải ghi nhớ. Ghi nhớ rồi, cần phán xét. Phán xét rồi, phải tiến tu. Được vậy mới đúng tinh thần Phật tử. Phỏng theo bài kinh Ma A Nam trong tập A Hàm, Bồ Tát Quan Thế Âm cũng tình với Phật. Thở quá khứ lâu xa, Ngài gặp Phật dạy tu phương pháp văn tư tu, được vào chánh định và cho hiệu là Quan Thế Âm. Kinh Lăng Nghiêm. Chính trong giới Bồ Tát, Phật cũng dạy, dù ở xa trăm ngàn dặm, nghe có người nói kinh luật, người mới thọ giới Bồ Tát cũng phải mang kinh luật đến đó học. Kinh Phạm Vọng. Quả nhiên, Đức Phật không chấp nhận đệ tử tu hành tối dốt, phải đầy đủ ba môn huệ học mới xứng là đệ tử của Ngài. Ba môn huệ học này hoàn toàn thích hợp với tinh thần khoa học hiện nay. Bất luận môn học nào, trước tiên phải học lý thuyết, kế phê bình lý thuyết, sau thí nghiệm hay thực hành lý thuyết. Lý thuyết tức là văn huệ, phê bình tức là tư huệ, thí nghiệm tức là tu huệ. Có như vậy, môn học mới tiến bộ và phát minh những điều mới lạ. Tuy nhiên, về mục tiêu chính yếu, Phật học vẫn khác khoa học. Khoa học cốt phát minh mọi sự thật của ngoại giới.